xin chào các bạn. Đây, mẹ Dư đã chuẩn bị sẵn hai cái túi đồ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi Phan Thiết để gặp ông bà nội của Ruby và Vani. Let's go! Rồi bạn Ruby để giày ở phía trong đó, rồi bạn Ruby leo lên đây nằm trong, rồi các bạn Vani. Sao bố không che nắng mai cho con? Có chứ, che hết rồi chứ. À cái nắng đó hả? Chút nữa bố che chưa? Ở chân. Ừ đúng rồi. Rồi các bạn ơi, cả nhà Phương Phương đã lên xe rồi. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển để đi ăn sáng trước nha. Đây các bạn cùng nhìn ba chị em nè. Đó, mẹ Dương đã trải nệm lên rồi. Tha hồ, nằm thật là thoải mái luôn. Cái này là cái gì? Trời ơi. Xin chào các anh chị nha. Xin chào các anh chị. Sushi đi chơi thích lắm. Sushi ngoan cực kỳ luôn. Nằm mà tụt luôn kìa. Bây giờ cả nhà mẹ Dương đang ngồi chờ cơm ra các bạn ạ. Còn bạn Sushi. Còn bạn Sushi được vô nằm lên cho cái ghế ngồi nè. Đây là hai chén cơm thêm, đây là cơm thêm của Vani. Thôi gì mà nhỏ xíu. Rồi, mời các bạn cùng ăn cơm tắm với mẹ Dương nhé. Đi chơi với em, chị đi chọc em đi, chị đi. Em cười kìa. Em đang cười tít. Nay mẹ Dương bị công an bắt rồi. Rồi các bạn ơi, chúng ta đã đến với thành phố Phan Thiết rồi nha. Mình đến sớm, 2:22 mình đã đến rồi. Mẹ Dương tính đi tìm quán ăn để ăn mà giờ này là 2:30, à gần 3 giờ rồi. Cũng không biết ăn cái gì nữa. Nên là thôi mua kem với mua bánh mì với lại bánh ngọt các bạn. Ở đây nè, chút nữa về khách sạn thì ăn. Rồi để dành bụng tối mình đi ăn hải sản nữa. Chứ giờ mà đi ăn thì no quá, tại 3 giờ chiều rồi. Ta nói đói, ăn gì cũng ngon các bạn ạ. Cái đường này buổi tối á các bạn, mọi người ngồi ăn vặt ở đây nè, cá viên chiên rồi trà sữa là một dãy này luôn, xong người ta dán tiền lên sầm uất lắm. Wow. Ăn gì hai cái Ruby lấy của mẹ luôn đó. Mẹ miếng thử coi ngon. Mùi khắm mắm. Khắm mùi mắm quá. Mùi mắm các bạn ơi. Mùi mắm. Hôm nay cả nhà mẹ Dương đi chơi là các bạn nhỏ coi như hầu như là không ngủ một tí nào luôn. Bạn Ruby thì có ngủ khoảng 20 phút. Bạn Sushi thì ngủ chập chờn cũng cỡ đó à. Xong rồi dậy là chơi miết từ Sài Gòn ráng đây luôn các bạn ạ. À. Rồi sau khi chụp hình xong thì cả nhà Phương Phương tiến về khách sạn nha các bạn. Còn khoảng 1 phút nữa khách sạn mình sắp đến rồi nha. Rồi chúng ta đã đến khách sạn rồi nha. Một cái nhé, Potiwear. Các bạn ơi, đây là phòng của mẹ Dương ở Mũi Né nè. Đây là cái tủ quần áo đó. Rồi người ta cho mình sẵn mấy đôi dép vậy thôi, không có két sắt nha. Cái này khách sạn chắc cũng 2 sao thôi à, nên là nhìn cũng hơi cũ. Còn đây là toilet của chúng ta, có bồn tắm, rồi có sữa tắm,
bột tắm hơi tối các bạn, đèn người ta làm tối quá đó. Còn đây á, là máy nóng lạnh các bạn ạ. Khi nào mình tắm á, thì mình nên tắt đi để tránh điện giật, tại vì bạn thấy cái mẫu này là cũ rồi, nguy hiểm. Khăn, ly, rồi bàn chải, cái bánh răng, xích đun nước. Rồi tiếp tục mình sẽ vô, đây là phòng 2 giường. Nhà mẹ Dương đông người nên mẹ Dương phải thuê phòng 2 giường các bạn ạ. Máy lạnh của chúng ta thì cũng hơi cũ. Rồi à, tủ lạnh này bây giờ mình mới cắm điện mà. Bây giờ mình mới cắm điện vô nên nó mới hoạt động nha. Từ từ nó mới lạnh. Đó. Còn mình có một tivi. Rồi nước, cái này là nước tặng mình uống free nè. Hai cái ly để uống cà phê. Còn đây là mì gói mẹ Dương mới mua hồi nãy á, mua ở tạp hóa đó. Chút nữa mẹ Dương sẽ ăn mì xong rồi tối nay sẽ đi ăn hải sản. Rồi có một cái máy xếp tóc. Đó. Rồi một cái điện thoại, vậy thôi. Phòng rất là bình thường, không có gì hết. Và đây là cái cửa sổ, cái view này để nhìn ra bên đây á, nhìn ra biển với lại đường. Đường này đường trung tâm của Mũi Né nè, đó. À, bạn bên đi chui đi, ăn gì bạn bên đi. Em được nằm em trướng thế. Hồ bơi ghê chưa? Hồ bơi to chứ. Có vẻ hơi sâu nha. Hồ bên này con đi chơi được nè. Ơi. Đừng đập vô thì á. Các bạn ơi, cả nhà mẹ Dương đang uống cà phê á thì mưa to ơi là to luôn, bây giờ không đi về được. Mọi người đều phải ở lại trú mưa hết rồi. Bây giờ là 10 giờ hơn rồi. Có em bé nào mà giờ này gần 11 giờ thì chưa có đi ngủ, còn đi lang thang ngoài đường không các bạn?